Chiều ngày 25 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là bảo đảm an toàn an ninh mạng đối với hệ thống mạng thông tin quốc gia, hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với vi phạm pháp luật về an toàn an ninh mạng. Bảo đảm an toàn an ninh mạng đối với hệ thống mạng thông tin quốc gia, bảo vệ uy tín hình ảnh của lãnh đạo Đảng, nhà nước trên không gian mạng, tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng. Thủ tướng nhấn mạnh năm nội dung. Thứ nhất, nhiệm vụ bảo vệ an toàn an ninh mạng cho Đảng, nhà nước, cho nhân dân, cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện bối cảnh hiện nay thứ hai phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của người dân và doanh nghiệp trong đó có các lực lượng chức năng làm nòng cốt thứ ba phải thực hiện công việc này một cách thường xuyên liên tục cả về nâng cao nhận thức cả về ý thức trách nhiệm về tổ chức thực hiện một cách hiệu lực hiệu quả đầu tư thỏa đáng các hạ tầng thiết yếu thứ tư xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt trong thu hút nguồn lực cơ sở vật chất hạ tầng và đẩy mạnh hợp tác công tư thứ năm tự chủ tự lực tự cường trong bảo vệ an toàn an ninh chủ quyền trên không gian mạng thủ tướng lưu ý cần có chiến lược quốc gia về an ninh dữ liệu đồng thời phải có kế hoạch tích hợp khai thác chia sẻ phân tích xử lý thông tin dữ liệu phục vụ công tác phát triển kinh tế xã hội tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng âm mưu hoạt động chống phá đảng nhà nước trên không gian mạng tổ chức tốt diễn tập về phòng chống tấn công mạng cấp quốc gia